Suy niệm chủ nhật thứ 18 mùa thường niên năm b bài của linh một jose tạ duy tuyền tin vào chúa phải thay đổi đời sống ai cũng biết rằng tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng nó có thể mua được sự an toàn cho bản thân và gia đình con người cần tiền để chi trả cho tất cả những thứ có thể giúp cho cuộc sống tốt hơn như chỗ ở, thức ăn và những phương tiện để con cái ăn học tốt nhất. Nhưng nếu ai đó làm việc chỉ vì tiền hay chỉ biết có tiền, sẽ bị che trách là người sống không có tình, không có nghĩa. Người ta cũng coi thái độ sòng phẳng về tiền bạc như tiền cao cháu múc là hành vi trơ trẽn không thể chấp nhận trong mối quan hệ gia đình thân thuộc. Vì thế, khi ai đó là người hay tính toán, tức là che trách người đó sống thiếu tình người. Đáng tiếc, nhiều người lại xem mê tiền, yêu tiền hơn tất cả những mối quan hệ ruột thịt hay thiêng liêng. Những vụ án xảy ra từ gia đình hay những hành vi tham nhũng phạm pháp đa phần là do nguyên nhân mù quáng chạy theo đồng tiền vì tiền mà mờ mắt nên không nhìn thấy tình thân hay đạo lý làm người chính vì mê tiền yêu tiền nên người ta thường ra công tìm kiếm tiền để hưởng thụ những danh lợi thú trần gian vì nhu cầu của con người cần có là vật chất là tiền tài họ mãi mê tìm kiếm và tôn thờ của cải họ hy sinh mạng sống để được nó. Ngay cả khi họ đến với Chúa, có người vẫn chỉ cầu xin cho có tiền, có địa vị. Có mấy ai thấy được nhu cầu thiết yếu đời người là tìm kiếm của ăn không hư nát là đời sau. Là người ký tô hữu, Chúa mời gọi chúng ta, hãy gia công tìm kiếm của ăn không hư nát. Đừng phí thời gian tích lũy của phù văn Hãy sống cho giá trị tin mừng Hãy tìm kiếm giá trị vĩnh cửu Đó là sứ điệp mà Chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng ta Bởi vì khi thấy người Do Thái tìm đến Ngài Để mong tôn Ngài lên làm vua Chúa Giêsu biết rõ họ đến với Ngài Chỉ vì mong muốn nhờ Ngài giải thoát họ khỏi ách nô lệ về chính trị Và nhất là để họ khỏi phải làm việc vì vua của họ có khả năng hóa bánh ra nhiều và có nhiều khả năng phi thường. Chúa Giêsu không chấp nhận suy nghĩ quá trần tục ấy của người Do Thái. Vì thế, Ngài đã nói với họ rằng, Thật, ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Để rồi qua đó, Ngài mời gọi họ thay đổi cách nhìn của họ về Ngài và về sứ mạng của Ngài. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Có lẽ nhiều người sẽ bảo không tích lũy của cả trần gian lấy gì mà sống. Điều Chúa muốn nói không phải là đừng làm giàu của cái vật chất, mà là dù mình làm bất cứ việc gì, hãy đặt giá trị tin mừng lên trên. Người giàu vẫn vào nước trời khi họ làm giàu theo ánh sáng tin mừng. Người giàu vẫn vào nước trời khi họ biết sử dụng của cả trần gian để xây dựng ngôi nhà của mình trên trời bằng việc lành phúc đức, bằng yêu thương phục vụ tha nhân. Đây cũng là cách chúng ta tích lũy kho tàng trên trời. Đây chính là phương thế chúng ta đang gia công làm việc để có lương thực không hư nát. Quả thực tiền bạc sẽ qua đi, nhưng công đức của chúng ta sẽ theo ta vào đời sau. Của kẻ này sẽ trả lại cho thế gian, nhưng việc lành phúc đức của chúng ta sẽ giúp chúng ta có sự sống trường sinh. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống quảng đại và hiển thân, hầu xây dựng cho mình một ngôi nhà thiên quốc. Xin Chúa giúp chúng ta đừng quá đắc nặng vật chất mà cản lối tiến chúng ta về quê trời. Amen. Bài của linh mục Joseph tại Di Tuyền.